Không chỉ là nơi sưu tầm, nghiên cứu, lưu giữ nhiều tài liệu, hiện vật giá trị, những năm gần đây, Bảo tàng tỉnh Lào Cai còn là điểm đến tham quan, học tập, nghiên cứu của nhiều người dân địa phương và du khách. Hướng tới mục tiêu xây dựng điểm đến hấp dẫn, hiện Bảo tàng tỉnh đang nỗ lực đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động. Tham gia hội thi Rung Chuông Vàng với chủ đề về miền di sản Lào Cai, các em học sinh trường Trung học cơ sở Kim Tân, thành phố Lào Cai vô cùng hào hứng và thích thú. Vừa được trực tiếp tham quan các di tích, học sinh còn trải nghiệm với những câu hỏi kiến thức bổ ích về văn hóa, lịch sử, vùng đất, con người Lào Cai. Em cảm thấy rất là vui và phấn khích, khá là háo hức bởi vì là đây cũng là lần đầu tiên mà chúng em được tham gia hoạt động bổ ích như thế này ạ. Qua hoạt động này, chúng em có thêm kiến thức về lịch sử của tỉnh Lào Cai và giúp chúng em có thể học tập tốt hơn trong việc học tập lịch sử ở sách báo. Thì chúng em học tập ở thực tế thì nó sẽ được trải nghiệm nhiều hơn. Rung Chuông Vàng là một trong nhiều chương trình ý nghĩa do Bảo tàng tỉnh Lào Cai phối hợp với các trường học trên địa bàn tổ chức. Bằng những hình thức linh hoạt, phong phú, các chương trình hướng tới giáo dục cho thế hệ trẻ về cội nguồn văn hóa dân tộc, về truyền thống uống nước nhớ nguồn. Như những năm trước thì bảo tàng chỉ kết nối giữa trường học với bảo tàng tại điểm tham quan bảo tàng và trải nghiệm các hoạt động bảo tàng. Tuy nhiên thì trong năm 2023 thì những hoạt động đổi mới được mở rộng hơn với quy mô lớn hơn và đặc biệt hơn nữa là đã có sự phối hợp với Ban Quản lý Di tích thành phố Lào Cai để tạo ra một cái sân chơi bổ ích, lành mạnh và tăng cái khả năng sáng tạo tư duy và cái khả năng ứng biến với những cái kiến thức về lịch sử địa phương trên địa bàn tỉnh Lào Cai và những kiến thức về văn hóa dân tộc. Thời gian qua, với sự tư vấn của các chuyên gia trong và ngoài nước, Bảo tàng tỉnh cũng đang tích cực thực hiện cải tạo, nâng cấp các không gian trưng bày khoa học hấp dẫn hơn, sưu tập tái hiện hiện vật theo loại hình, chất liệu, chủ đề, dùng các giải pháp tôn các hiện vật quý hiếm, độc đáo, sử dụng hiện vật gốc, hiện vật thể khối tạo sức hút của phòng trưng bày. Đổi mới không gian giáo dục tại bảo tàng để làm sao bảo tàng là một địa điểm hấp dẫn, thu hút và tạo nhiều hơn các cái sản phẩm trải nghiệm trực tiếp liên quan đến kỹ năng sống, liên quan đến ý nghĩa lịch sử, các hiện vật hay các di sản văn hóa của địa phương. Cùng với không gian trưng bày là tạo nên hiện vật sống lại với thời gian giữa quá khứ và hiện tại. Theo kế hoạch giữa tháng 3 này, Bảo tàng tỉnh sẽ hoàn thành các hạng mục thay đổi của không gian trưng bày. Với sự sáng tạo không mệt mỏi của những cán bộ làm công tác bảo tàng, hứa hẹn mang đến những trải nghiệm hấp dẫn, đưa các giá trị văn hóa lịch sử Lào Cai đến gần hơn với người dân và du khách.